chiều ngày 20 tháng 3 năm 2022, chính quyền địa phương xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn xác nhận trên địa bàn vừa có một người tử vong, 5 người khác phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối. Vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Cụ thể, trong bữa ăn tối ngày 18 tháng 3, nhóm gồm 6 người đang thi công công trình tại thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã tự nhặt rau rừng và măng để nấu ăn. Đến đêm ngày 18 tháng 3, các thành viên trong nhóm phát hiện các triệu chứng ngộ độc và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn. Sau đó, một người đã tử vong, 4 người bị nạn chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Kết quả xác minh ban đầu, nghi ngờ món ăn trong bữa ăn của nhóm người trên có lẫn lá ngón. Có thể do sơ suất, nhóm người này đã hái nhầm lá ngón về xào măng dẫn đến bị ngộ độc.